Ở một thông tin khác, đội bóng cũ của Quý Ngọc Hải là Sông Lam Nghệ An mới đây đã nhận hợp đồng tài trợ từ Nico Kucherz, tập đoàn Xuân An Công nghiệp đến từ Nhật Bản, bắt đầu từ mùa giải 2023-2024. Không chỉ đội 1 của Sông Lam Nghệ An nhận được sự tài trợ, mà Nico Kucherz còn cử các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng hàng đầu của tập đoàn phối hợp với Sông Lam Nghệ An nghiên cứu và xây dựng khẩu phần ăn khoa học nhằm nâng cao chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn, thể trạng, thể lực cho cầu thủ trẻ. Từ đó tăng cường sức mạnh trong tập luyện, thi đấu cho các vận động viên của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.